Thưa quý vị và các bạn, Đà Nẵng đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực để xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Trong đó, chuyển đổi số cũng chính là nền tảng quan trọng để hiện đại hóa nền hành chính công. Cùng với nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố, phường Tân Chính, quận Thanh Khê đã có nhiều quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền và trong nhiều dịch vụ công. Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình Cải cách hành chính hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, phường Tân Chính, quận Thanh Khê xác định công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số là những nhiệm vụ quan trọng, có mối quan hệ tương hỗ, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Chính vì thế, nhiều mô hình, giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính đã được địa phương nghiên cứu, đưa vào ứng dụng triển khai trong nhiều hoạt động. Trong đó, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính và chuyển đổi số được lãnh đạo phường quan tâm và triển khai dưới nhiều hình thức. Những năm qua, ngay từ đầu năm, lãnh đạo phường đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tích cực triển khai nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ được phân công, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thống nhất cao trong tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ công chức về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chính gắn với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ. Việc phát động các phong trào thi đua và khen thưởng luôn chú trọng đến công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính. Hai công tác này cũng thường xuyên được tuyên truyền lồng ghép trong các kỳ giao ban hàng tháng quý của đơn vị. Có thể nói là công tác chuyển đổi số và cái cải cách hành chính này là nó sẽ có những cái gắn kết với nhau. Cái chuyển đổi số nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều, rất là đắc lực cho công tác cải cách hành chính. Hiện nay thì trước đây chúng ta thực hiện cái mô hình chính quyền điện tử, một cửa điện tử liên thông, thì bây giờ từ cái một cửa điện tử thì đưa công cục chuyển đổi số vào, thì cái việc tổ chức giải quyết các hồ sơ cho người dân cũng như là việc triển khai các cái nhiệm vụ nó sẽ có những cái thuận lợi hơn và đạt hiệu quả cao hơn. Trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với việc nâng cao chất lượng và hiện đại hóa hành chính công, phường Tân Chính luôn đề cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là đối với những cán bộ công chức làm việc tại tổ một cửa. Không chỉ nâng cao trình độ về công nghệ thông tin, thái độ, cách ứng xử của cán bộ khi tiếp dân cũng là thước đo trách nhiệm đối với công việc. Khi đến đây, không ít người dân vẫn còn bỡ ngỡ, lúng túng khi làm các thủ tục hồ sơ. Vì thế, thái độ lịch sự, nhã nhặn và sự hướng dẫn tận tình của mỗi cán bộ sẽ tạo thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc. Trong thời gian vừa qua, thì Ủy ban dân phường tại bộ phận một cửa đã linh hoạt giải quyết các cái thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng hơn, nhất là các cái thủ tục liên quan đến hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân để mà người dân thuận tiện trong các cái giao dịch. Khi mà bước vào cái bộ phận tiếp nhận thì tại cái bàn hướng dẫn thì có các bạn đoàn viên thanh niên ở đó và sẽ đến và tiếp cận với người dân và hỏi các cái nhu cầu người dân cần và hướng dẫn cụ thể đến cái ô nào để thực hiện thủ tục nào theo yêu cầu của người dân. Từ những tiện ích và tính phổ cập đại chúng của mạng Zalo, phường Tân Chính đã tiến hành lập trang Zalo chính quyền điện tử phường Tân Chính. Ngay trên ứng dụng Zalo chính quyền điện tử, phường đã xây dựng nhiều tính năng tiện ích dễ cập nhật, thao tác nên rất tiện lợi cho người dân. Mỗi công dân sau khi cấp một mật khẩu thì ngay lập tức có thể truy cập và sử dụng trang Zalo một cách nhanh chóng. Người dân có thể tải các biểu mẫu thủ tục hành chính hoặc thực hiện nhiều dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng Zalo chính quyền điện tử của phường. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân phường đã xây dựng và tổ chức ra mắt hai bộ mã QR, gồm bộ mã số hóa về công tác xây dựng đảng và bộ mã số hóa về hướng dẫn thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Điều này đã tạo thuận lợi nhanh chóng cho các cán bộ đảng viên dễ dàng tiếp cận với thông tin của đảng bộ phường, cũng như tạo điều kiện cho người dân thực hiện giao dịch với bộ phận một cửa phường mà không cần phải đến trực tiếp nhiều lần. Với những kết quả đạt được bước đầu trong công tác chuyển đổi số, phường Tân Chính hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ công dân, từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. Đây cũng là việc nhằm cụ thể hóa kế hoạch thí điểm của quận ủy Thanh Khê về việc triển khai mô hình chính quyền đô thị thân thiện với nhân dân. Phường Tân Chính hiện đang xúc tiến việc tạo tài khoản trên phần mềm quản lý văn bản điều hành cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội đoàn thể phường nhằm thực hiện việc trao đổi văn bản trên hệ thống.
phường cũng đã tiến hành cấp chứng thư số cho 5 cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường. Việc làm này đã mang lại những hiệu quả tiện ích trong việc lưu trữ văn bản điện tử và giúp việc truy xuất nguồn gốc hồ sơ nhanh chóng. Việc cấp chứng thư số cho cán bộ một cửa giúp các công việc số hóa tất cả các hồ sơ mà liên quan đến các thủ tục hành chính được nhanh chóng và thuận tiện. Việc số hóa các hồ sơ thì nó tạo điều kiện để chúng ta có cái việc lưu trữ nó không có tốn không gian và diện tích. Thì trước kia thì khi lưu trữ hồ sơ truyền thống thì mình phải dùng hồ sơ giấy, thì mình phải có một cái phòng rộng để mà có thể được lưu hồ sơ. Nhưng hiện nay khi mà lưu trữ hồ sơ bằng việc số hóa thì việc chúng ta chỉ có nhập hồ sơ trên phần mềm thì nó rất là thuận tiện. Thứ hai đó là nó thuận tiện trong việc truy xuất cái dữ liệu nhanh chóng, thuận tiện, chúng ta ở dù ở bất cứ nơi đâu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cũng đã ủy quyền cho một công chức tư pháp hộ tịch tại bộ phận một cửa trong việc ký các thủ tục về chứng thực. Đây là việc làm rất thiết thực và hiệu quả. Việc làm vừa tạo điều kiện cho công chức tư pháp hộ tịch chủ động trong công việc, vừa nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình. Sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cho cán bộ công chức tư pháp hộ tịch ủy quyền cái việc chứng thực sao y cũng như là chứng thực chữ ký, thì cái việc này cũng tạo điều kiện rất thuận lợi cho công dân. Như trước đây thì chưa có sự ủy quyền thì công dân phải đến nộp hồ sơ rồi cán bộ hộ tịch xử lý rồi trình ký, đó là chưa nói đến việc mà lãnh đạo phải đi họp. Thì bây giờ thì được sự ủy quyền thì người dân chỉ việc đến cán bộ hộ tịch kiểm tra hồ sơ và là ký trả cho công dân ngay tại chỗ. Điều đó là rất thuận tiện cho công dân, không tốn mất nhiều thời gian, trong tổng khoảng 5 phút, 2 phút là xong một bộ hồ sơ. Từ những nỗ lực trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ngày càng rút ngắn những biểu mẫu, thủ tục hồ sơ và những cải tiến trong quy trình giải quyết công việc đã tiết kiệm thời gian và công sức cho cán bộ và người dân khi giải quyết các thủ tục hồ sơ công việc. Việc triển khai số hóa văn bản tại phường Tân Chính tiếp tục được chú trọng và đẩy mạnh. Trong 9 tháng đầu năm 2022, phường đã tiếp nhận gần 2.400 văn bản đến bằng điện tử trên phần mềm quản lý văn bản điều hành. Tỷ lệ tiếp nhận xử lý hồ sơ trong vòng 4 tiếng đạt trên 98%, 100% văn bản đến bằng giấy đều được phường cập nhật lên phần mềm và ký số bản sao điện tử theo quy định. Ủy ban Nhân dân phường ban hành 1.238 văn bản đi, 100% các văn bản được luân chuyển, đính kèm dự thảo, có chữ ký số của lãnh đạo và ban hành đúng theo quy định. Cùng với đó, phường tiến hành số hóa hồ sơ đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực từ năm 2021 trở về trước với hơn 21.000 hồ sơ hộ tịch, 500.000 hồ sơ thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội, 11 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai. Em chuyển nhà đi nơi khác, bây giờ em muốn về ở lại với bố mẹ nên là em muốn đăng ký tạm trú lại. Nên là bên công an là cần em lên đây để chứng thực, nên là em lên làm. Bữa nay phân bố cửa như thế này là thấy làm mọi người làm chuyên nghiệp hơn và nói chung là thấy bài bản hơn. Kết quả được trả ngay lập tức nên là không phải hẹn qua ngày mai giống như là lúc trước. Để đẩy mạnh việc chuyển đổi số sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, cũng như nâng cao hiểu biết, kỹ năng giúp cho người dân tiếp cận với chuyển đổi số, từ đây có thể sử dụng các dịch vụ công và kết nối, tương tác nhanh chóng với chính quyền, phường Tân Chính cũng đã thành lập tổ hướng dẫn và hỗ trợ chuyển đổi số tại bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả để hướng dẫn, hỗ trợ cho người dân thực hiện các thao tác đăng ký tài khoản công dân điện tử, sử dụng điện thoại hoặc là máy tính cá nhân để nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng là dịchvucong.danang.gov.vn, đồng thời hỗ trợ cài đặt các ứng dụng hỗ trợ chính quyền số Đà Nẵng Smart City. Tạo ra tổ chuyển đổi số cộng đồng mà vai trò của đoàn thanh niên trong đó là sẽ là những người tuyên truyền chính, giúp cho người dân, hỗ trợ cho người dân biết cách tạo tài khoản công dân điện tử và biết cách sử dụng các quét cái mã QR code để vào các trang dịch vụ công, các trang của Ủy ban Nhân dân và các trang của Đảng ủy thì để lấy tài liệu, để tham khảo các tài liệu và tải về trước khi mà mình tới Ủy ban Nhân dân mình làm việc. Thì tổ chuyển đổi số cộng đồng của đoàn thanh niên bọn em thì gồm có hai tổ, thì một tổ là sẽ làm việc ở phòng một cửa, bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân, còn một tổ thì sẽ xuống tại khu dân cư đến từng nhà người dân để hướng dẫn cho người dân
tạo tài khoản công dân điện tử và cách đăng nhập để sử dụng cái tài khoản đó. Bọn em đã triển khai từ tháng 6 năm 2022 đến trừ thì cũng đã tạo được rất là nhiều cái tài khoản công dân cho người dân trên địa bàn phường. Phường Tân Chính còn tiến hành thành lập 36 tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai kế hoạch hoạt động của tổ. Những tổ cộng đồng này sẽ trực tiếp phân bổ lực lượng xuống tận các khu dân cư, tuyên truyền, vận động người dân, cũng như hướng dẫn người dân về đăng ký tài khoản công dân điện tử và các nội dung về chuyển đổi số và cải cách hành chính. Hôm nay các bạn hướng dẫn là công dân, là hôm nay là nhờ các tài khoản công dân. Này giờ mà anh thấy họ hướng dẫn anh thấy cái việc làm thì họ hay gì, quy trình làm thì thế nào? Rất dễ dàng. Các bạn hướng dẫn anh thấy thế nào? Thì tốt thôi, tốt là bản thân của anh thôi. Cái chi là hồi lên phường làm thì cũng dễ hơn. Phường Tân Chính còn triển khai mô hình tuyến phố chuyên doanh thời trang thanh toán không dùng tiền mặt trên tuyến đường Lê Duẩn. Những nỗ lực của phường Tân Chính trong chuyển đổi số vừa góp phần hiện đại hóa nền hành chính công, cũng là việc làm để hưởng ứng đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thưa quý vị, kế hoạch tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tại thành phố Đà Nẵng đề ra nhiệm vụ nội dung cụ thể về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Theo đó đề ra nhiều giải pháp phát triển các ứng dụng dịch vụ số dùng chung. Phát triển các ứng dụng dịch vụ số dùng chung, nâng cấp, cập nhật các ứng dụng dùng chung của hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố, quản lý văn bản và điều hành, một cửa điện tử, quản lý cán bộ công chức. Hoàn thiện cổng dịch vụ công thành phố theo hướng cung cấp dịch vụ số, kết nối, tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia, cổng thanh toán trực tuyến quốc gia, hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ chính phủ số và các hệ thống quy mô quốc gia cần thiết khác. Ứng dụng công nghệ số để cá nhân hóa giao diện, tối ưu hóa trải nghiệm, mang lại sự thuận tiện cho người dùng. Triển khai các kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia góp ý, phản biện, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của cơ quan nhà nước. Xây dựng hệ thống quản lý, chia sẻ dữ liệu số hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố, giúp người dân quản lý lưu trữ dữ liệu điện tử của mình, cung cấp chia sẻ với các cơ quan nhà nước, hạn chế việc sử dụng văn bản giấy và cung cấp lặp lại thông tin cho các cơ quan nhà nước. Hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo thành phố, kết nối với hệ thống thông tin báo cáo chính phủ, trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của chính phủ, thủ tướng chính phủ, xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu và mô phỏng về các chỉ tiêu kinh tế xã hội, các hoạt động của đô thị, kết hợp trình diễn hiển thị bằng biểu đồ, sơ đồ, tự động hóa công tác báo cáo, thống kê để phục vụ sự chỉ đạo điều hành nhanh chóng kịp thời, hỗ trợ các cơ quan nhà nước ra quyết định dựa trên dữ liệu phân tích. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ nghiệp vụ, chuyên ngành, phục vụ nội bộ và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin trong và ngoài sở ngành địa phương theo nhu cầu. Đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số, định danh số, chuyển đổi số và niêm phong điện tử trong xử lý văn bản hành chính. Cắt giảm giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ. Phát triển các hệ thống làm việc tại nhà, từ xa của các cơ quan nhà nước. Ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả các công nghệ số mới như là điện toán đám mây, cloud computing, dữ liệu lớn big data, di động internet vạn vật, IoT, trí tuệ nhân tạo AI, chuỗi khối blockchain, mạng xã hội và các công nghệ số mới trong xây dựng, triển khai các ứng dụng dịch vụ chính quyền điện tử tại thành phố. Phát triển các dịch vụ công trực tuyến dựa trên nhu cầu người dân. Triển khai việc hợp nhất hệ thống thông tin một cửa điện tử của thành phố với cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch của Trung ương. Hoàn thành việc tích hợp toàn bộ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 lên cổng dịch vụ công quốc gia. Phát triển tích hợp các ứng dụng thanh toán điện tử, đa dạng hóa các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để phổ cập, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán điện tử một cách rộng rãi tới tất cả người dân. Thưa quý vị, đến đây cũng xin được khép lại chương trình Cải cách hành chính kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.